xử lý sơ dừa. Hi, xin chào cả nhà. Dùng sơ dừa để trồng cây thì đã quá quen thuộc rồi đúng không? Sơ dừa đã qua xử lý thì sẽ có tác dụng làm tăng độ tơi xốp cho đất, làm phân hữu cơ vi sinh an toàn, không gây hại cho đất trồng. Vậy có phải chỉ cần lấy vỏ dừa, phơi khô, xay nhỏ là mang đi trồng cây được đúng không? Oh no, không được đâu nha. Hôm nay mình sẽ bật mí cách xử lý sơ dừa cho cả nhà nha. Đầu tiên cả nhà mua mụn sơ dừa này về, chứ ai rảnh đâu mà lấy vỏ sơ dừa về nghiền. Cái này thì rẻ lắm nha, vài chục sen là cả bao bự luôn. Câu hỏi đặt ra là tại sao không mang sơ dừa này đi trồng trực tiếp? Không được đâu nhé cả nhà, vì làm như vậy sẽ làm cây chậm phát triển, bị còi cọc, nhiễm độc, lâu dần sẽ chết cây đó. Giờ mình sẽ pha vôi, pha 2kg vôi với 100 lít nước, khuấy đều để vôi hòa với nước nha. Giờ thì đổ vào đống mụn dừa này và trộn đều lên, trộn cho sơ dừa thấm đều với nước vôi. Giờ mình sẽ ủ bạt lại và ủ từ 5 đến 7 ngày, chờ xem kết quả với mình nha. Ta-da, thành quả đây cả nhà ơi, sơ dừa ập tơi. Cái này thì mình dùng luôn, không phơi khô nữa. Các bạn có thể phơi khô để bảo quản, khi cần thì mang ra dùng nè. Thật đơn giản phải không nào? Nhưng đơn giản hơn là ra ngoài mua sơ dừa đã xử lý sẵn nha cả nhà.